Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Carbon Forever, một dòng xe đạp thuộc phân khúc chính hãng và đã có mặt tại thị trường được một khoảng thời gian rất là dài rồi. Thì cái uy tín và cái chất lượng của cái hãng này cũng đã rất là nổi tiếng trên toàn thế giới. Thì hôm nay em về đây một chiếc xe đạp địa hình khung Carbon, tông màu đen pha với màu xanh cực kỳ đẹp, bánh 27,5 inch, và bộ đề chuyển động là bộ Shimano DOG 10 tầng líp và 3 tầng đĩa. Thì các bác có thể thấy trên hình đây là bộ khung của xe là khung Carbon, và thấy dáng dấp kiểu dáng thiết kế cũng cực kỳ đẹp các bác nhé. Các bác nhìn trên hình này, dây thì được chạy toàn bộ âm sườn, thiết kế cực kỳ đẹp, bo cong rồi những cái trụ ở đây trông rất là cơ bắp, nhìn rất là cơ bắp và rất là chắc chắn các bác nhé. Đây, đi con này thì rất là thể thao luôn. Các bác mà sử dụng, mua về sử dụng mà để đi thể dục đường phố thì cực kỳ đẹp rồi. Đây, cái mức giá đang bán tại cửa hàng chỉ có là 10.500.000. Đấy, các bác đã được một chiếc xe đạp Carbon này, và cấu hình nó là cấu hình Shimano DOG phanh dầu. Bộ cấu hình nó cũng rất là chất lượng trong cái tầm giá đấy. Tổng thể xe thì còn tương đối là mới đó. Các bác nhìn trên hình này, hầu như là khung xe về màu sơn các thứ là vẫn còn nguyên vẹn này, nước sơn nguyên bản này, chỉ có là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó sẽ xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn tổng thể ngoại hình thì xích líp thì các thứ là còn tương đối là mới. Nhìn những cái đường vân lốp này, những cái đường vân lốp này chủ cũ họ đi cũng rất là giữ gìn, vẫn còn nguyên luôn. Đến phần bộ chuyển động thì xe thì được trang bị bộ chuyển động Shimano DOG 10 tầng líp, và đây là đạp đĩa cũng là DOG luôn, 3 tầng đĩa, đùi đĩa trục rỗng này, cho xe có 30 tốc độ khác nhau. Mayer thì là Mayer bi vòng, Mayer bi vòng, cái đũa vàng cái này rất là đẹp này. Nguyên bản của nó là có hai cái đũa vàng này các bác nhé, không phải là chủ cũ họ thay đâu, nguyên bản hết. Anh các bác nhìn trên dưới, họ cải vào cho xe nó có cái điểm nhấn rất là đẹp. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video chuyển động để cho các bác xem. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe này có cái size nó khá là lớn dành cho các bác đi từ khoảng 1m65-66 đến khoảng 75-76 đi là phù hợp. Các bác 1m80 thì khả năng đi con này vẫn vừa đấy. Động 10 tầng lít 3 đĩa, chuyển động rất mượt mà. Các bác nhìn trên hình, và em vừa giới thiệu nhanh qua đến các bác mẫu xe đạp địa hình Forever khung Carbon sử dụng bộ chuyển động Shimano DOG bánh 27,5 inch, đang bán tại cửa hàng em mức giá là 10.500.000. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Còn ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.